Xin chào tất cả các con Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về cái vấn đề là So sánh các số thực Thực ra thì nó cũng rất là đơn giản thôi Nhưng mà thầy phải chuyển nó hẳn thành một vít Để cho bọn con là không có nhầm lẫn gì về cái chuyện này nữa Mà phải nắm rất là chắc Đó là gì? À, so sánh các số thực Thế nào là số thực lớn, thế nào là số bé So sánh hai số với nhau nhá. Mà đặc biệt một số bạn là hay bị lấn cấn giữa chuyện là số âm với số dương Có khi cũng bị hoang mang Bởi vì hôm nay nó gắn thêm cái khái niệm Căn bậc 2 vào rồi mà Đúng không nào Thế thì à, bây giờ bố hỏi lại Hải Anh xem số thực là số như thế nào? Số thực là tất cả những cái số có trong đời sống Ờ à, tức là tất cả các số Số thực thì nó nó có chứa số hữu tỷ không? Có luôn Nó chứa số gì nữa? Vô tỷ đúng. À nó chứa cả số vô tỷ nữa Thế thì vẫn phải nhắc lại nhanh vào đây là n sao là cái tập bé nhất Xong rồi đến n là cái tập to hơn Có thêm số 0 Xong rồi đến tập z là có thêm số âm Đúng không? Xong rồi đến tập q là có thêm à, phân số Số thập phân 1,5, 2/3, 3/4 gì đấy đúng không? Thế rồi to hơn quy chính là to hơn Q chính là R là tập số thực là có thêm cả số vô tỷ nữa và nó bao gồm cả quy là số hữu tỷ nữa. Được chưa nào? Và ta cũng nhớ rằng là gì? Tập hợp các số thực được biểu diễn ở đâu? Tập hợp các số thực thì biểu diễn trên tia số. trục ừ. số. Trục số. Bây giờ người ta có cái khái niệm đó là trục số thực. Cái tia số là mãi hồi lớp lớp 6 lớp 5 học thôi. Tại vì tia chỉ phát triển về hướng. Tia là nó tính từ số 0 phát triển về bên tay phải thì nó tính từ 0 1 2 3 4 là mình chỉ có biểu diễn đến Bạn n thôi. Còn cả số âm nữa. Còn trục số ấy là người ta phải biểu diễn cả hai đầu, cả số âm cả số dương, trong đó có số 0 nằm ở giữa. Con hiểu chưa? Số 0 thì nằm ở giữa. Đầu bên này ấy là về phía dương, đầu bên này là về số âm. Thì cái này người ta gọi là trục số. Thế trục số mà cái hồi lớp 6 đầu lớp 6 học ấy À, xong đến giữa giữa lớp 6 học số nguyên âm ấy thì nó sẽ có âm 1 ở đây nữa này. Xong nó có âm 2 này. Bên này thì nó có số 1 này, số 2 này, số 3 này, số 4 này. Nói chung là mình chia các cái đơn vị này nó phải đều nhau nhá. Ví dụ trong vở là 1 cm là một đơn vị. Thế rồi số căn 2 là 1,4 thì biểu diễn ở đây. 1,4 nó xấp xỉ kém 1,5 một tí thì đây là căn 2. Thế rồi số căn 5 đi, căn 5 nó là 2,2 mấy 2,2 mấy chỗ này đi thì chỗ này nó là số căn 5 căn à. đấy thế căn thì viết lên trên nhá đây là căn 2 chẳng hạn thế thế số trừ căn 2 nằm ở đâu đố con biết trừ căn 2 mình cũng sẽ ở vị trí này nhưng mà bên này à bên nhưng đây. mà nó mang dấu âm vậy là nó đối xứng đối xứng qua gốc ô trừ căn 2 thì nó là trừ 1,4 mà thế trừ căn 5 thì nó lại nằm ở đây trừ căn 5 được chưa và chúng ta đã có cái nhận xét quan trọng là gì rồi là mỗi số thực thì được biểu diễn bởi mỗi số thực thì được biểu diễn bởi bởi gì mỗi, mỗi số đúng rồi mỗi số thực thì được biểu diễn được biểu diễn bởi một điểm trên trục số thực trên trục số nhá thì ví dụ cái chỗ này nghe gọi là điểm không đây là điểm 1, đây là điểm căn 2, đây là điểm căn 5, đây là điểm 2 Mình nói luôn như thế Rồi, thế bây giờ vấn đề là khi mình so sánh các số thực thì sao? Số nào bé, số nào lớn? So sánh các số thực thì chúng ta có so sánh từ dấu âm và dấu dương Năm sau con biết đâu là số thực lớn, đâu là số thực bé cơ mà Dấu hiệu nào để nhận ra? Đâu là số lớn, đâu là số bé? Đâu là số lớn, đâu là số bé? Đâu là số bé? So sánh các số thực. Ờ số lớn là số. Ví dụ như là số 0 với số căn 2 sao con biết đâu là số lớn? Tại vì cái này lớn hơn. Sao nó lớn hơn? Tại thế như nào? Thế cái số âm căn 5 với căn 2 bố hỏi con là âm căn 5 với căn 2 số nào lớn hơn? À số căn 2 lớn hơn. Vì thế sao? Cái này có dấu âm. Thế bây giờ căn 2 với căn 5 thì cái nào lớn hơn? Căn 5. Đáng cái nào có dấu âm đâu? Thì số 5 lớn hơn. Ờ thế thì thế á? Cũng được. Thế cách thì cũng được mà. Là có sai đâu. Nhưng mà Thế bây giờ mình vẽ trục số ra để nhìn là mình lại dùng cái hình ảnh như thế nào để À. Nếu mà tất cả những, ví dụ đó, lấy hai hình này ví dụ. Ờ. Ừ. Thì cái nào bên phải sẽ lớn hơn. Đúng rồi. Cái trái bé hơn. Đúng rồi. đúng rồi. Tức là khi so sánh khi so sánh hai số thực nhá. chấm Thì ta biểu diễn nó có thể biểu diễn thực hoặc là biểu diễn trong tưởng tượng thôi cũng được nhá, trong đầu thôi ta biểu diễn hai số đó lên trục số ta biểu diễn hai số đó lên trục số thế cái điểm nào ở bên phải thì nó là à, ứng với số lớn đúng chưa điểm ở bên phải điểm ở bên phải là ứng với số lớn Đấy. thế còn điểm ở bên trái ứng với số bé điểm ở bên trái thì ứng với số bé, số bé hơn đúng như nào Hả? thế còn nếu mà nó bây giờ bắt đầu mới nói về những cái chú ý nho nhỏ thì có phải là số âm thì thế nào với số không đúng rồi thì số âm nó sẽ biểu diễn ở bên trái của số 0 số không thì nó bên phải tất cả số âm đều nằm bên trái vậy thì ta có thể ghi là số âm thì luôn nhỏ hơn số, 0. số. Và số không Số 0 Luôn nhỏ hơn số dương Đúng rồi, luôn nhỏ hơn số dương Đấy Thế còn uh, số âm Số âm là bên trái, số luôn dương là bên hơn phải hơn Đúng rồi, số âm thì luôn nhỏ hơn số dương Số âm, thế này. Cái số âm lớn hơn nhau Thế nhưng mà số âm lớn hơn nhau thì giải thích thế nào? Âm ít thì lớn, âm nhiều thì... Âm! Âm ít thì lớn hơn âm nhiều. Mà âm nhiều thì nhỏ hơn. Âm ít. âm ít. Cái âm nhiều này này ta phải giải thích với nhau không sợ các bạn không hiểu. Âm nhiều thì nhỏ hơn âm âm ít. Ví dụ nào? Ví dụ à? âm 5. Âm 5. Nhỏ hơn âm 2. Nhỏ hơn âm 2. À. Âm căn 5. Nhỏ hơn âm căn 2. Âm căn 2. Thế thế nào là nhiều? Thế nào là ít? Thì nó chính là liên quan đến cái gì con nói với nghe. Thế nào là âm nhiều, thế nào là âm ít? 5 này là nhiều. Nhiều. 2 này ừ. là ít. 2 tại vì 2 bé hơn 5. Thì cái 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 5 với cái 2 này ở bài sau nó chính là khái niệm giá trị tuyệt đối. Hiểu chưa?